Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta đã đi qua hơn nửa đầu năm 2020. Có thể nói thời gian vừa qua thật vất vả và gian nan vì sự ảnh hưởng của đại dịch và càng đen tối hơn bởi sự tham lam của một số người. Chỉ vì vài đồng tiền mà khiến cho dịch bệnh quay lại, tình hình kinh tế càng trở nên khủng hoảng. Nhìn chung trong thời gian này, hầu hết mọi người đều ở trong tình thế rất khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi học, các chuyên gia lại cho rằng trong thời gian tháng 8 âm lịch sắp tới, sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu cố đặc biệt, mọi đen đủi nghèo khó đều được tan biến. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ đến quý vị những con giáp may mắn đổi vận sau rằm tháng 8 âm lịch, tiền bạc rủng rỉnh trong thời buổi khó khăn do dịch Covid, thậm chí có cơ hội trở thành đại gia, tiêu tiền 7 đời không hết. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Dậu. Người tuổi Dậu luôn có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ rất nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Người tuổi Dậu vốn có tính cách quyết đoán. Một khi thấy cơ hội xuất hiện trước mắt thì không bao giờ chần chừ, do dự. Từ ngày 15 tháng 8 âm lịch sắp tới, tuổi Dậu kiếm tiền dễ dàng hơn hẳn người thường, một phần vì họ là con giáp tốt số, rất thông minh và nhanh nhạy, nhưng đa phần là phải kể đến tầm nhìn xa trông rộng của họ. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, con giáp này sẽ thực hiện không chút băn khoăn, cho dù mọi người xung quanh có ra sức khuyên can đến thế nào, họ cũng sẽ thực hiện đến cùng. Bởi phàm là có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, con giáp này sẽ luôn cảm thấy tràn trề tự tin. Bởi nửa năm trước đó, họ đã được thưởng thức hương vị của thành công. Vậy nên hiển nhiên, quãng thời gian sau đó, họ sẽ lại càng thêm cố gắng. Nói không hoa, số tiền của tuổi Dậu kiếm được trong khoảng thời gian này có thể bằng người khác kiếm được trong 5 năm cộng lại. Con giáp phát tài trong cuối tháng 8 này, hãy nhớ rằng, cuộc sống này là do chính mình nắm giữ. Cho dù mục tiêu trước mắt có xa xôi đến đâu, chỉ cần mạnh mẽ tiến lên thì chắc chắn thành quả gặt hái được sẽ không khiến bạn thất vọng. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu và thử thách. Những người tuổi Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, sự khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Có thể thấy được từ trước đến nay, tuổi Thìn luôn không ngừng rèn luyện bản thân và cố gắng. Cho dù gặp phải khó khăn, cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc, mà phải nỗ lực vươn lên. Tài năng của họ được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Những gì họ đạt được là hoàn toàn xứng đáng, chứ không phải là may mắn như điều những người lầm tưởng. Thực chất, từ đầu năm 2020 đến đầu tháng 8 vừa qua, con giáp này không đạt được thành tích nào nổi bật, thậm chí là một người khá trầm lắng trong tập thể. Tuy nhiên, từ rằm tháng 8 trở đi, thời cơ đã đến với những người tuổi Thìn để họ có thể vươn lên nắm bắt
và thể hiện bản thân, khiến những người trước đây đã từng coi thường mình phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Nhờ vào sự nỗ lực và mắt nhìn tinh tế của mình, con giáp này có thể nhận ra được đâu là cơ hội mình nên nắm chắc, không được buông tay. Trong quá trình vươn tới thành công, họ có thể trầm lặng, không khoe khoang với ai, nhưng thành tích họ đạt được sẽ chắc chắn khiến người khác trầm trồ, kinh ngạc và ghen tị. Tuy nhiên, khi đã đạt được thành công, người tuổi Thìn cũng trở nên kiêu ngạo mà cần tiếp tục cố gắng không ngừng. 3. Tuổi Sửu. Trong cuộc đua 12 con giáp, Sửu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất và tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều mơ ước, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Ấn tượng đầu tiên mà người tuổi Sửu tạo cho người ta là sự chăm chỉ và cần cù, không ngại khó, không ngại khổ. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì thế, khi đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi, phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Trong công việc, người tuổi Sửu thường làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao. Họ không tranh giành, mâu thuẫn với ai. Cho dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt, họ cũng sẽ không tranh chấp với người khác. Họ tình nguyện nhường cơ hội cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Nhưng cũng chính vì cái tính trầm lắng, không ganh đua này mà họ mới khó đạt được thành công, đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sang đến rằm tháng 8 và những ngày tháng kế tiếp, tuổi Sửu đã nhận ra rằng mình không nên quá hiền lành hoặc nhẫn nhịn, thậm chí để cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Họ sẽ dần trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, biết giành lấy những thứ vốn thuộc về mình. Nhờ vậy, cả trong công việc bán giấy lẫn công việc kinh doanh, họ đều sẽ đạt được những thành tựu đáng kể. Số tiền mà họ kiếm được chắc chắn sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy ganh tị. Xong, bạn chớ biến mình thành con giáp kiếm tiền nhiều, tiêu cũng nhiều. 4. Tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi Mão rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc và cuộc sống. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Những người tuổi Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông. Thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Chính vì vậy mà dù cuối tháng hay đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Bản mệnh sẽ có thu nhập tăng tiến bất ngờ. Sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin tưởng vào mắt nhìn của mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang một lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tài vận của tuổi Mão trong tháng 8 âm đều khá lý tưởng, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong công việc, bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công, nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thích sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ.
Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Cho nên việc đầu tư, làm ăn kinh doanh tháng 8 này đang mở ra rất nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi Ngọ. Thế nhưng, bạn vẫn nên ưu tiên các hạng mục quen thuộc, tránh ôm đồm, chỉ tạo thêm áp lực cho chính bản thân mình. Người làm công ăn lương tuy vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng thu nhập, nhưng nhìn chung, tiền bạc vẫn đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản. Nếu muốn tìm thêm phương hướng để đầu tư thì việc trước tiên của bạn vẫn là tiết kiệm. Chuyện tình cảm của bản mệnh ngày càng được cải thiện. Có thể trước đây hai người nhìn nhận đối phương qua một lăng kính màu hồng nên đôi khi mới nảy sinh thất vọng. Nay hai bạn đã thực tế hơn để hiểu rằng trên đời chẳng có gì là hoàn hảo. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là ở bên cạnh một nửa của mình, cùng nói chuyện và tìm hiểu những khó khăn của chàng để giúp nhau vượt qua chướng ngại vật. Nếu đang độc thân, còn giáp tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần cho một tin tức bất ngờ từ người mà bạn thầm yêu mến. Xin chúc mừng nếu bạn nằm trong những con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.